Tại Đà Nẵng, các chậu quất được tạo hình lộc bình được bày bán trên các tuyến đường thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đây là năm đầu tiên quầy hoa Tết trên đường Trịnh Đình Thảo nhập quất thế hình lộc bình về bán. Hiện chủ cửa hàng này đã nhận khá nhiều đơn đặt hàng. Lộc bình hay còn gọi là độc bình hoặc lục bình là kiểu dáng đặc trưng thường thấy ở các bình gốm sứ lớn. Người chơi lộc bình quan niệm đây là vật phẩm tượng trưng cho may mắn, tài lộc. Các chậu quất này được trồng từ vùng quất nổi tiếng Cẩm Hà của thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Các thương lái đã đặt hàng các nhà vườn từ trước Tết. Khi quất chín, nhà vườn sẽ dùng dây thép định hình các cành quất thành khối theo ý thích. Giá cả hoa, cây cảnh năm nay ở thành phố Đà Nẵng tương đương năm ngoái. Mỗi chậu quất và đào, tùy loại lớn nhỏ sẽ có giá từ 400.000 đồng đến hàng triệu đồng. Các chậu quất lớn được tạo hình đẹp, sung lá, nhiều hoa, lộc và quả chín có giá cả chục triệu đồng.